Nội thất xe xin chào các bạn. Hôm nay Nội thất xe xin giới thiệu với quý vị và các bạn chiếc bàn chân sắt gấp được, chân sắt đen sơn tĩnh điện, mặt là gỗ thịt ghép thanh, mặt gỗ cây cao su ghép thanh các bạn nhé. Trước mặt tôi đây là bàn có kích thước 1m rộng 50cm và chiều cao là 75cm. Quý vị và các bạn có nhu cầu mua bàn xin liên hệ số điện thoại là 0912 554668, 0912 593222. Để xem thêm các sản phẩm, quý vị có thể truy cập vào trang web là bancheosap.com, nội thất sen.com. Bàn này có kích thước là 1m rộng 50cm và chiều cao là 75cm. Đang bán rất nhiều tại Nội thất Sen các bạn nhé. Chào quý vị và các bạn.